Minna san, konnichiwa, Cosmos na Dân desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn làm đề thi số 5. Đề thi số 5 được giới hạn kiến thức trong phạm vi bài 20 đến bài 25 trong Minna no Nihongo đối với từ vựng và ngữ pháp. Còn về phần chữ Hán, đó là từ bài 1 đến bài 10 thuộc bộ Kanji Look and Learn. Như vậy là có khoảng 160 chữ Hán. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu được 25 bài trong bộ Minna no Nihongo và nó tương ứng và tương đương với kiến thức của N5. Với kiến thức N5 thì 25 bài Minna no Nihongo và 160 chữ Hán này, cùng với việc luyện các sắc đề này thì các bạn có thể dễ dàng chinh phục với thử thách N5 hơn. Hy vọng là các bạn sẽ làm tốt hơn trong những kỳ thi sắp tới nhé. Còn hôm nay chúng ta cùng quay trở lại với đề số 5 Minna no Nihongo, giới hạn từ bài 21 đến bài 25. Kiến thức từ bài 21 đến bài 25 trong phần ngữ pháp thì chính là bao gồm những kiến thức gì thì chúng ta một lần nữa xem lại nhé. Và bài 21 thì chúng ta sẽ học về kiến thức gì nhỉ? Đó là thể thông thường và đi kèm với mẫu câu tôi nghĩ rằng gì đó, to omimasu, hay ai nói gì đó, to imasu và desho. Bài số 22 chúng ta lại học về định ngữ của danh từ. Định ngữ của danh từ là những mệnh đề bổ nghĩa cho danh từ và mệnh đề đó được chia ở dưới dạng thể thông thường. Câu số 23 thì chúng ta lại học với toki để diễn tả rằng khi thì khi làm sao đó. Hoặc hễ cứ vô 1 thì vô 2. Và bài 24 thì chúng ta lại chuyển sang học với các động từ kuremasu, agemasu và moraemasu để diễn tả chính xác sự cho và nhận phù hợp với từng đối tượng cho và nhận. Bài số 25 với thể điều kiện tara và cách dùng dù x thì cũng y thì đó là x thêm một y, hoặc mẫu câu moshi thêm với cách dùng moshi và ikura thì đó là những kiến thức từ bài 21 cho đến bài 25 về phần ngữ pháp. Về phần chữ Hán thì ở đề thi số 5 này chúng ta sẽ tìm hiểu về khối lượng 32 chữ Hán ở bài số 9 và bài số 10 trong Kanji Look and Learn. Ở bài số 9 chúng ta sẽ tìm hiểu với một số những chữ Hán mang tính danh từ thể hiện mùa trong một năm, sự sáng, trưa, chiều, tối và các kỳ trong một năm. Đầu tiên đó là mùa xuân, thứ hai là chữ hạ, thứ ba là mùa thu, mùa đông, rồi buổi sáng với viết bởi chữ chiều, chữ chú để diễn tả buổi trưa, chữ tịch để diễn tả vào buổi chiều nữa, và phương để thể hiện phương hướng, vãn là để thể hiện buổi tối, dạ là để thể hiện đêm khuya, tâm là để thể hiện trái tim, thủ là để thể hiện ngón tay, và túc là thể hiện chân, thể là thể hiện cơ thể, thủ là bộ thủ, có nghĩa là cổ, đạo là thể hiện trong trà đạo hoặc đường đi, và đó là 16 chữ Hán bài số 9. Ở bài số 10 chúng ta tìm hiểu với các chữ Hán như sau, là gồm có những chữ Hán thể hiện danh từ sông, núi, rừng, cây, hoa, lá hay là bầu trời, vân vân. Thì đầu tiên là sơn là thể hiện núi, yama, xuyên là kawa, lâm là rừng, hayashi, rừng nhỏ hơn đúng không ạ, thường chỉ rừng nhân tạo, hay là mori, rừng rậm hơn. Chữ không thể hiện bầu trời, sora. Hải là thể hiện biển, hóa là thể hiện văn hóa, hoa là để thể hiện hoa hana, thiên là trong thiên sứ, và đây được thể hiện thiên trong thiên khí diễn tả thời tiết, tenki. Xích là để thể hiện màu đỏ, thanh là màu xanh da trời, bạch là thể hiện màu trắng, và hắc là để thể hiện màu đen, và sắc là thể hiện trong nghĩa màu sắc. Ngư là sakana là thể hiện cá, khuyển là chú chó thể hiện, đó là chính là chữ y nữ. Thì đó chính là 32 chữ Hán bài số 9 và bài số 10 mà chúng ta sẽ thấy trong phần thi của bài đề số 5 này. Ở đề số 5 này chúng ta vẫn làm trong khoảng 90 phút với tổng số khoảng 39 câu hỏi. Dạng bài đầu tiên đối với bài 1 trong phần chữ Hán và từ vựng vẫn chính là dạng bài rất quen thuộc, tìm cách đọc đúng của chữ Hán này. Thì chữ Hán mà được chữ được cái chân này thì được viết bởi hiragana như thế nào? Bạn hãy chọn đáp án đúng nhất trong 4 đáp án A, B, C, D. Câu số 1 nhé. Nani nani ni koen o sanpo shimasu. Bạn sanpo shimasu. Bạn đi dạo ở công viên vào buổi chiều đúng không ạ? Thì đây là chữ gì? Tịch và chữ phương. Và cách đọc ấy sẽ là gì nhỉ? Yu, ka, ta. Yu, u, đúng không ạ? Tịch là trường âm và do đó là đáp án A hoặc D. Ở đây là kata không bị biến âm, yukata. Câu số 2, nani nani ni
知らない人から電話が来ました。怖いです。Thì điện thoại từ một người không biết thì đến và tôi cảm thấy rất sợ. Và đây chữ hán này là chữ gì ạ? Chữ dạ và trung. Dạ và trung có nghĩa là giữa đêm. Giữa buổi đêm thì sẽ được viết bởi chữ gì nhỉ? Đều viết bởi, ghép bởi cách đọc kunyomi của hai chữ hán này. Nhưng không phải là yoru mà chỉ là yo không thôi. Vậy yo không thôi thì chỉ có đáp án D hoặc A và bạn sẽ chọn được naka nữa bởi vì đó chính là yo naka. Câu số 3. Benkyou no jikan ga tarimasen. Tôi không đủ thời gian để học. Vậy chữ đây là chữ túc, đúng không ạ? Thể hiện sự sung túc đầy đủ hay không? Thì đó là tarimasen, là đáp án B. Câu số 4. Kandau wa kuki ga kire desu. Ở đây kuki chính là không khí. Không khí thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào nhỉ? Ku không là trường âm. Đáp án B hoặc C. Ki khí là kuki là đáp án C. Câu số 5. Hạ hư và nhi umie ikitai desu. Tôi muốn đi đến biển vào nghỉ hè, đúng không ạ? Kỳ nghỉ hè. Và kỳ nghỉ hè được đọc là gì nhỉ? Mùa hè, đúng không ạ? Và sự nghỉ ngơi. Kết bởi cách đọc kunyomi và đó chính là natsuyasumi. Bài số 2 chúng ta lại tìm cách viết đúng của chữ hiragana này dưới dạng là viết bằng chữ Hán. Câu số 6. Vietnam wa mori no menseki ga hiroku nai desu. Đó là gì nhỉ? Diện tích rừng mori. Rừng mori là gì nhỉ? Là rừng rậm của Việt Nam thì không được rộng lắm. Vậy thì rừng rậm sẽ là rừng rất nhiều cây, mà rất nhiều cây thì đó là 3 cây, 1 cây thì là cây, 2 cây là rừng thưa, 3 cây là rậm và đó là đáp án C. Câu số 7, Nihon no bunka wa omoshiroi desu. Văn hóa của Nhật Bản rất là thú vị. Vậy bunka ở đây sẽ là đáp án nào nhỉ? Văn và hóa, văn và hóa thì sẽ là chữ nào? Chữ văn thì chính là đáp án A, C hoặc D. Chữ hóa thì sẽ là gì nhỉ? A là không phải rồi là khoa, còn C ở đây là hoa. Vậy hóa thì chính là nhân, đúng không ạ? Và người ngồi ngược lại, đó chính là đáp án D. Câu số 8. Kotoshi no kuwatsu ni Sakura Daigaku ni nyugaku shimasu. Nyugaku là sự nhập học vào đâu đó và nó sẽ chính là viết bởi chữ nhập và chữ học và đó là đáp án A. À, chữ nhập và chữ học. Học thì giống hệt nhau rồi, vậy chữ nhập thì chỉ có đáp án A thôi. B thì lại nhân rồi đúng không ạ? Câu số 9 nhé. Isshō ni hanabi o mini ikimashou. Chúng ta cùng nhau đi xem, đi hoặc đi ngắm pháo hoa nhé. Vậy pháo hoa ở đây sẽ ghép viết bởi chữ gì? Chữ hoa và chữ hỏa. Hoa, hỏa ghép với nhau, vậy nó sẽ là đáp án nào nhỉ? Hoa là trên là thảo, dưới là hóa. Đó là A hoặc B. Còn đi ở đây không phải là hanami. Hanami đáp án A ở trên này thì chính là gì nhỉ? Là ngắm hoa, do vậy là sai. Vậy đáp án đúng ở đây chỉ có thể là B, hanabi. Câu số 10. Koman kareshi to date shimasu. Tối nay thì tôi đi hẹn hò, tôi đi date với bạn trai. Bạn trai koman ở đây thì sẽ là gì nhỉ? Kim, ván. Kim là bây giờ. Vậy sẽ chính là chữ Hán nào nhỉ? Đã chữ Hán C, bây giờ. Và đó chính là cách chọn làm bài của dạng bài số 1, số 2 liên quan đến chữ kanji. Tiếp theo chúng ta sang với phần từ vựng. Ở bài số 3 hãy tìm từ vựng thích hợp điền vào chỗ trống. Câu số 11. Nani nani ga akan ni natta ra wataranai de kudasai. Cái gì đó chuyển sang màu đỏ thì đừng sang đường. Vậy cái gì mà chuyển sang màu đỏ nhỉ? Kosaten có chuyển sang màu đỏ không? Không đúng không ạ? Ngã tư thì không thể sang màu đỏ. Kado là góc, không thể sang màu đỏ. Shingo đó là đèn giao thông, thế hợp lý, ok rồi. Michi là đường cũng không thể chuyển sang màu đỏ. Vậy đáp án đúng ở đây chỉ là đáp án Shingo này được thôi, đúng không ạ? Shingo. Câu số 12. Kyo apato ngô. Cái gì đó? Harawanakereba narimasen. Hôm nay thì tôi phải trả cái gì đó của apato, đúng không ạ? Vậy trả gì nhỉ? Bukka là giá cả, cũng không phải. Kingaku là số tiền. Số tiền thì phải kingaku của cái gì đó thì mới được là kingaku. Còn okane là tiền. Nhưng apato no okane thì không hiểu. Okane này là okane gì? Là vay mượn cái gì thì chưa rõ. Vậy chỉ có thể là yachin. Yachin đó là tiền thuê nhà. Vậy kyo apato no yachin wa harawanakereba narimasen. Hôm nay phải trả tiền thuê nhà rồi. Trả tiền thuê cái apato căn hộ này rồi. Câu số 13 nhé. Kono shigoto wa asatte made ni owarimasu ka? Chotto. Cái gì đó đạt thụ omoimasu. Đúng không ạ? Công việc này thì đến ngày gì ạ? Asatte đến ngày kia thì có kết thúc không? Chotto. Chotto thì làm sao ạ?
Có thể là gì nhỉ? Tôi thấy muda là diện, muda là sự phí, murio thì là sự miễn phí, muri là sự quá sức không thể, daijo bự là ok không có vấn đề gì. Vậy có gì nhỉ? Nếu mà ngày đến ngày asate là ngày kia có thể kết thúc thì tôi thấy có vẻ là không ổn rồi, không được đâu. Vậy không ổn không được đâu có vẻ là quá sức đấy thì sẽ chính là đáp án C, muri. Với dạng câu như câu số 13 này thì yêu cầu bạn phải dịch được bài thì bạn mới tìm được ra đáp án đúng. Câu số 14 nhé. この本は何回も、一度も何回まだ読みました。Cuốn sách này tôi đã đọc rất nhiều lần rồi. Vậy đọc rất nhiều lần thì phải là ichiromo. Ichiromo thì thường đi với động từ phủ định. Cái gì đó yomimasen, ichiromo yomimasen, một lần tôi cũng chưa đọc. Còn nankai mo ở đây là đọc nhiều lần rồi, nhiều lần cũng đọc rồi, đúng không ạ? Nankai thì nankai yomimashita thì cũng được nhưng nó không diễn tả được cái ý mà tôi đọc nhiều lần. Vậy đáp án hợp lý nhất ở đây là đáp án D. Câu số 15 nhé. Nani nani oishikite mo amari takusan tabemasen. Dù có ngon như thế nào đi nữa thì tôi cũng không ăn nhiều lắm. Vậy câu ấy sẽ là gì nhỉ? Ikura tokuni hay kito tabun. Ikura là dù có ngon như thế nào tôi cũng không ăn nhiều. Còn tokuni đặc biệt là dù ngon tôi cũng không ăn, không hợp lý. Kito là chắc chắn, tabun là có lẽ. Vậy đáp án phù hợp nhất ở đây chỉ có thể là ikura, đáp án A thôi. Chúng ta chuyển sang dạng bài với phần ngữ pháp. Phần ngữ pháp dạng bài đầu tiên cũng là tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống. Câu số 16, passport nani nani ra taishikan e ikanakereba narimasen. Nếu mà passport hộ chiếu có vấn đề gì đó thì bạn phải đi đến đại sứ quán đi. Thì câu ấy sẽ là gì nhỉ? Nakunatta, nakushita hay nakushite hay nakunatte. Nếu nakunatta chính là dạng verb tha của nakunarimasu, đó là mất, đúng là mất, nhưng lúc ấy lại là mất của tự động từ và lúc ấy chỗ này phải trợ từ ga nhưng ở đây lại trợ từ o, do vậy không thể chọn đáp án A được. Còn nakushite kara thì được nhưng ở đây lại nakushite thì không hợp lý. Đáp án C cũng phải loại bỏ. Nakunatte cũng loại bỏ. Vậy đáp án đúng chỉ còn là B, nakushitara, đúng không ạ? Và câu số 17 nhé. Kantan na nani nani mo nakanaka oboeru koto ga dekimasen. Cái gì đó mà chữ Hán như thế nào đó mà tôi cái gì đúng không ạ? Mà tôi không mãi mà không thể nhớ được. Oboeru koto ga dekimasen. Vậy mo ở đây chúng ta sẽ thường đi với cấu trúc gì nhỉ? Vấp temo hoặc tính từ temo hoặc demo. Vậy thì sẽ là gì nhỉ? Kantan na kanji demo. Bởi vì kanji là danh từ do đó nó sẽ là demo. Kantan na kanji demo nakanaka oboeru koto ga dekimasen. Dù là chữ Hán đơn giản nhưng mãi mà tôi không thể nhớ được thì đó chính là dịch bài của câu số 17. Câu số 18 nhé. Kono toshokan no hon wa 2 shukan kariru koto dekimasu. Nếu mà mượn cái gì đó trong được bao lâu thì phải đi với chữ tứ gọn, đúng không ạ? Câu số 19 nhé. Ano koshaten o wataru toki massugu hirari ni Sakura Daigaku ga arimasu. Cái gì ạ? Nếu mà bạn khi mà bạn đi qua cái ngã tư này thì bạn hễ bạn đi thẳng thì bạn sẽ thấy ở bên tay trái có trường đại học Sakura. Vậy nếu mà thế này sẽ là gì nhỉ? Massugu itte thì không hợp lý. Hễ đúng không ạ? Bởi vì hễ có thì sẽ đi với là verb thì sẽ đi với gì nhỉ? Thô và sau đó là ga arimasu. Vậy hợp lý nhất đây sẽ chỉ là đáp án A, ikuto. Ikuto. Câu số 20. Ano boshi o hito wa dare desu ka? Hoan san desu. Cái người mà làm gì với cái mũ đó thì là ai thế? Là Hoan đấy. Vậy đó là ai nhỉ? Kabutte imasu. Kabutteiru, kaburimasu hay kaburimashita. Bạn sẽ nhận thấy ở đây hito đây sẽ chính là một danh từ. Vậy vế đằng trước, động từ đằng trước chính là mệnh đề bổ nghĩa cho hito. Mệnh đề bổ nghĩa cho hito thì chỉ ở dạng gì nhỉ? Ở dạng thể thông thường. Và trong bốn đáp án này thì đâu là đáp án đúng nhất ạ? Chắc chắn là đáp án B rồi. Kabutteiru, kaburimasu, đúng không ạ? Câu số 21. Shiryo o kopi shite kudasai. Hãy photo tài liệu. Vậy photo tài liệu những loại tài liệu gì? Tarimasen, tarinai, taranai, tarimasu. Tarimasu loại bỏ rồi. Tarimasen loại bỏ vì đây là bổ nghĩa cho studio là danh từ, định ngữ bổ nghĩa cho danh từ. Vậy thì là tarinai hoặc taranai. Taranai thì không phải bởi vì dạng gì ạ? Verb nai của tarimasu
Thari là thari, ngài, đây là động từ nhóm 2. Vậy đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án B. Câu số 22. Senshu katta kamera o an san kashite agemashita. Vậy an san cho ai đó mượn? Đúng không? Cho ai mượn thì sẽ là oga hay ni wa. Cho ai đó mượn, thì sẽ là dùng trợ từ ni, đúng không ạ? Còn nếu mà dùng trợ từ wa, vì sao không dùng wa? Thì nếu mà bạn dùng wa thì phải có nghĩa ngược lại, đó là cho tôi mượn. An san cho tôi mượn cái gì ạ? Cái máy ảnh mà mua tuần trước. Thì lúc ấy không thể dùng agemashita nữa, mà lúc ấy phải dùng kuremashita. Vậy ở đây thì sẽ phải dùng đáp án đúng nhất, chỉ có thể là ni được thôi. Bài số 5, dạng bài tìm sao. Dạng bài tìm sao này chúng ta có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, mise no hito wa, cái gì đó, có catalog wo watashi ni và kuremashita. Nào, catalog wo watashi ni kuremashita hay là gì nhỉ? Watashi ni catalog wo kuremashita. Kuremashita là động từ sẽ để ở cuối, đúng không ạ? Sẽ để ở cuối này, kuremashita. Và catalog wo, và tiếp theo là watashi ni. Vậy đây sẽ là B. Như vậy thì ngôi sao giờ chính là chữ C, và đó là đáp án đúng. Câu số 24. Lansang wa cái gì đó imashita. Lansang đã nói gì? Đang nói gì thì đằng trước nó sẽ phải trợ từ thô, và đây sẽ chính là D. Vậy còn iku ni suki thì ghép như thế nào nhỉ? Trước thô thì sẽ là verb hoặc là động từ danh từ chia hết ở thể thông thường, và lúc ấy chỉ có một iku thôi, và đó chính là đáp án A. Và đằng trước này sẽ là suki ni C B A D, và ngôi sao rơi chính vào chữ A, và do đó chúng ta có thể chọn được luôn là chữ A, đáp án A. Dạng bài ngữ pháp tiếp theo mà chúng ta sẽ học đó là dạng bài điền từ. Dạng bài điền từ này chúng ta sẽ vừa đọc và vừa điền từ nhé. Boku no obachan, nói về bà của tôi. Boku no obachan wa 88 sai desu. Genki desu. Bà của tôi năm nay 88 tuổi và rất là khỏe. Hitori desu nemasu. Và tôi sống một mình. Tenki ga cái gì đó toki obachan wa byouin e tomodachi ni ai ni ikimasu. Và ngày thời tiết như thế nào đó thì bà tôi sẽ đi đến byouin để gặp bạn. Và tenki ga cái gì đó toki, trước toki thì sẽ phải chia dạng gì? Tenki ga ii toki, đúng không ạ? Tenki ga ii toki hay ii desu, yokatta hay yokatta toki sẽ là ii, đúng không ạ? Để diễn đạt thói quen. Tenki ga ii toki obachan wa byouin e tomodachi ni ai ni ikimasu. Câu tiếp theo không cần đọc, chúng ta đọc luôn câu mà có chỗ cần điền. Obachan ga boku no uchi e kita toki. Khi mà bà đến nhà tôi thì boku wa gakko de narata uta o utatte agemasu. Thì tôi đã hát tặng bà những bài hát mà tôi học ở trường. Obachan wa boku ni furui nihon o hanashi o shite. Và bà thì lại làm gì cho tôi? Đó là bà lại nói kể những câu chuyện ngày xưa, chuyện cổ của Nhật cho tôi. Vậy làm gì cho tôi thì chúng ta sẽ chọn động từ gì? Agemasu, kuremasu, moraemasu hay yarimasu, kuremasu. Đúng rồi, ai đó làm gì cho tôi sẽ dùng kuremasu. Soshite pan ya okashi o tsukute kuremasu. Và hơn thế nữa thì bà còn làm cho tôi bánh hoặc kẹo, đúng không ạ? Obachan ga uchi e kuru toki, uchi no naka wa totemo cái gì đó ni narimasu. Trước ni thì sẽ là gì ạ? Sẽ là tính từ, nếu tính từ đuôi na thì sẽ chia dạng gì? Để không, không có na, không có đạo. Nigi yaka là đó chính là đáp án D. Và chúng ta vừa điền xong ba chỗ trống trong đoạn văn này. Thì đó là dạng bài cuối cùng của phần thi ngữ pháp. Đối với phần thi đọc hiểu thì các bạn sẽ nhận thấy có đây là một đoạn văn khá là dài. Và nhiệm vụ là các bạn phải đọc câu hỏi trước. Chúng ta cùng nhau đọc câu hỏi nhé. Tokyo kara Hokkaido no Sapporo made hikoki de dono kurai kakarimasu ka? Thì đi từ Tokyo đến Hokkaido, Sapporo của Hokkaido mà bằng máy bay thì đi mất khoảng bao nhiêu lâu? Để chúng ta có thể tìm được là đi mất khoảng bao lâu thì chúng ta phải đọc lại bài để tìm hiểu. Bài đọc này viết về Hokkaido, đúng không ạ? Hokkaido wa boku no ichiban suki na tokoro desu. Câu này không liên quan. Hokkaido là nơi mà tôi thích nhất. Tokyo kara Hokkaido no Sapporo made hikoki de 2 jikan gurai desu. Dạ, ở đây có thông tin rồi. Từ Tokyo cho đến Sapporo của Hokkaido mà bằng máy bay thì mất khoảng 2 tiếng. Vậy chọn luôn ở đáp án là đáp án B. Câu số 29 tiếp theo. Ainu no mura ga arimasu ka? Ở đây có làng của dân tộc Ainu không? Có hay không thì phải đọc mới biết được, đúng không ạ? Hokkaido ni wa
や林や湖などがたくさんあります。空気もとても綺麗です。また、アイヌ出現ぞい。アイヌの村があって、ガオルマ。アイヌの文化について知ることができます。ở đây cũng có ngôi làng của dân tộc Ainu và bạn có thể tìm hiểu về văn hóa, biết được văn hóa của dân tộc Ainu. Và đó là đáp án nào nhỉ? Hãy あります. Câu số 30. いつ Sapporo に雪祭りがありますか? Khi nào thì sẽ có lễ hội tuyết ở Sapporo? Khi nào nhỉ? Chúng ta đọc tiếp nhé. 夏は暑くなって, 大抵天気がいいので, 旅行にいい季節です. Và mùa hè thì trời nóng lên và đó là một mùa rất là đẹp, khá là đẹp và rất là phù hợp cho việc đi du lịch. Kirena hana o miru koto ga dekimasu và có thể ngắm được rất nhiều những hoa đẹp. Fuyu ga nagai desu, mùa đông thì rất dài. Yuki ga takusan furu node ski ya snowboardo ga dekimasu. Chúng ta lại xuất hiện thông tin mới này. Nigatsu ni Sapporo ni yuki matsuri ga arimasu. Vào tháng 2 thì có lễ hội tuyết ở Sapporo. Và đó là thông tin chúng ta cần. Mặc dù nhiều khi chưa dịch được là sẽ có lễ hội tuyết vào tháng 2 đâu, mà chỉ thấy có chữ giống nhau thôi. Sapporo ni yuki matsuri, đúng không ạ? Tìm thấy chữ có giống nhau rồi thì đúng là thông tin đó, và chọn luôn Nigatsu. Và đó là đáp án C. Những đoạn còn lại bạn có thể đọc cũng được, không thì cũng không cần thiết, bởi vì không liên quan đến câu hỏi. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm về phần nghe này nhé. Phần nghe thì có tổng số 9 câu hỏi, từ câu 31 đến 39. Dạ, bài đầu tiên đó là nghe, sau đó trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe nhé. 1. Anata ga umareta machi wa doko desu ka? Câu số 1. 1. Anata ga umareta machi wa doko desu ka? Dạ, phố, thành phố mà bạn được sinh ra là ở đâu thế? Dạ, thành phố nào mà bạn được umareta? Umaremashita ở Hà Nội. Đúng không ạ? Hà Nội. Hà Nội desu, hoặc là Hải Phòng desu, Nha Trang desu, Ho Chi Minh desu, vân vân. Bạn có thể trả lời đơn giản như vậy. Câu số 2 nhé. 2. Anata wa ima okaasan ni nani o shite agetai desu ka? Anata wa ima okaasan ni nani o shite agetai desu ka? Bây giờ bạn muốn làm gì cho mẹ của bạn? Bây giờ bạn muốn làm gì? Bạn có muốn làm bánh cho mẹ này, muốn mua quần áo cho mẹ, hoặc hát cho mẹ nghe, hoặc đơn giản là yêu kakute agetai desu, hoặc là tôi muốn mua tặng mẹ một cái nhà, một ngôi nhà. Thì câu ấy bạn rất đơn giản, bạn chỉ cần verb te agetai, đúng không ạ? Verb te agetai desu. Câu số 3 nhé. 3. Hima na toki nani o shimasu ka? Hima na toki nani o shimasu ka? Khi rảnh rỗi thì bạn thường làm gì? Ví dụ bạn làm gì thì bạn nói ra, ví dụ là chơi đá bóng này hay là chơi yakyu, còn tôi thì hongo yomimasu. Và câu số 4 nhé. 4. Dai 25 ka no mondai ga owatta ra nani o shimasu ka? Dai 25 ka no mondai ga owatta ra nani o shimasu ka? Câu ấy có nghĩa là gì nhỉ? Sau khi hoặc nếu, đúng không ạ? Nếu cái phần mà bài nghe này này của bài số 25 mà kết thúc thì bạn sẽ làm gì? Bạn làm gì thì bạn có thể trả lời, đúng không ạ? Ví dụ, dai kakara dai 25 ka made no bunpo o fukushu shimasu. Ví dụ như là tôi sẽ ôn tập lại toàn bộ phần ngữ pháp từ bài 1 đến bài 25 chẳng hạn. Thì đó cũng là một cách trả lời. Hoặc bạn có thể là bạn sẽ fukushu, ôn tập về phần goi, từ vựng, moji, vân vân, hay là kanji. Hoặc là bạn làm đề, hoặc bạn đi thi N5. Thì đó là cách trả lời riêng của bạn nhé. Go. 子供の時、お父さんはよく遊んでくれましたか? 子供の時、お父さんはよく遊んでくれましたか? Khi mà bạn còn nhỏ thì bố bạn thường chơi với bạn chứ? Hay, よく遊んでくれました. Hoặc ý, 遊んでくれませんでした. Đúng không ạ? Đây là chuyển về quá khứ với verb de kremasu. Bạn tự chuyển và bạn có thể trả lời theo cách có hoặc không. Thì đó là bài đầu tiên. Bài số 2 là Tanaka-san wa Karina-san to Nihonjin no sekatsu nisuite hanashimashita. Anh Tanaka nói chuyện với Karina về cuộc sống của người Nhật. Và cách nhìn nhận vấn đề của Tanaka và Karina có giống nhau không? Nếu giống thì bạn đánh maru, khác nhau thì bạn đánh ichi, đúng không ạ? Và chúng ta có 3 câu, 1 câu là ví dụ và 2 câu để nghe. Chúng ta sẽ cùng nghe nhé. 2番 Tanaka-san wa Karina-san to Nihonjin no sekatsu nisuite hanashimashita. Tanaka-san to Karina-san no mikata wa onaji desu ka? レイ。カリナさん、日本人はよく働くでしょ?ええ、そうですね。日本人は本当によく働くと思います。田中さんも毎日忙しいでしょ?そうですね。仕事はとても忙しいです。
残業も多いですよ。そうですか。大変ですね。Và đó là đoạn hội thoại ngắn về ví dụ giữa Tanaka và Karina nói về việc là người Nhật rất là yoku hataraku, đúng không ạ? Yoku hataraku là làm việc rất chăm chỉ. Và hai người đều đồng ý ý kiến với nhau và sẽ chọn là Maru, đánh dấu vòng tròn vào. Và câu số 1 nhé. Chị Karina-san, Nihon wa bukka ga takai desho? Karina-san, Nihon wa bukka ga takai desho? Takai, bukka ga takai nghĩa là đắt đỏ, giá cả đắt đỏ đúng không ạ? Watashi no kuni yori zutto takai desu ne. Là sao? Watashi no kuni yori zutto takai desu ne. Nó còn cao hơn rất nhiều so với nước của tôi, ở nước của tôi nữa. Ryugakusei no seikatsu wa hontou ni taihen desu. Ryugakusei no seikatsu wa hontou ni taihen desu. Đúng không? Cuộc sống của lưu học sinh thực sự là rất là vất vả. Đúng không? Vậy hai người đều đồng ý, đồng quan điểm rằng là Nihon no bukka ga takai, đúng không ạ? Toku ni tabemono ga takai desu ne. Toku ni tabemono ga takai desu ne. Đặc biệt là đồ ăn rất là đắt. So desu ne. Sore kara densha ya basu ga takai desu ne. Sau đó thì lại densha và basu dai lại còn takai nữa, đúng không ạ? Là cái gì ạ? Tiền vé xe buýt hay tàu điện cũng rất là đắt nữa. So desho. Bukka ga takai desu kara. Nihonjin mo taihen desu yo. Bukka ga takai desu kara Nihonjin mo taihen desu yo. Người Nhật cũng rất là vất vả với cái việc giá cả đắt đỏ như thế đấy. Vậy là hai người đồng quan điểm và sẽ đánh dấu tròn maru. Và tiếp theo nhé, câu số 2. Ni Karina-san, Nihon no gakusei wa yoku asobu desho? Đề tài tiếp theo đó là gì ạ? Nihon no gakusei wa yoku asobu desho? Đúng không ạ? Chẳng phải là học sinh Nhật, sinh viên Nhật rất hay chơi đúng không ạ? Ham chơi đúng không? So desu ka? So desu ka? Đó là một biểu thị. Ý là gì ạ? Tôi chưa rất là đồng tình với quan điểm đó. Có thể á, đúng không ạ? Watashi mo yoku asobimashita yo. Watashi mo yoku asobimashita yo. Nghĩa là anh Tanaka nói rằng ngày xưa tôi cũng chơi suốt đấy. Sports, ryoko, concert. Sports, ryoko, concert là những thứ anh ấy đã chơi đúng không ạ? Thể thao, du lịch rồi lại đi các buổi biểu diễn. Tanoshikatta na. Benkyou wa amari shimasen deshita ne. Benkyou lại không amari shimasen deshita ne. Không học mấy đúng không ạ? So desu ka. Demo, watashi no nihonjin no tomodachi wa minna yoku benkyou shimasu yo. Thế nhưng làm sao ạ? Watashi no tomodachi thì lại làm sao ạ? Watashi no nihonjin tomodachi ga yoku đúng không ạ? Lại yoku học hành đúng không ạ? Yoku benkyou. Report ya shiken ga takusan arimasu kara. Lại gồm có những gì nhỉ? Report và shiken. Report ya shiken ga takusan arimasu kara. Bởi vì có rất nhiều những bài kiểm tra và báo cáo nữa. そうですか?私の子供も学生ですが、よく遊びますよ。Nhưng con của tôi thì lại yêu cửa số với bác sư, đúng không ạ? Thì đó là sự khác nhau giữa quan điểm giữa anh Tanaka và chị Karina. Vậy sự khác nhau quan điểm ấy thì bạn sẽ phải đánh dấu bát sự. Và bài số 3 chúng ta sẽ cùng nghe nhé. 1 番 お父さんと女の子が話しています。Bạn sẽ nghe một câu hỏi trước, sau đó bạn nghe đoạn hội thoại và trả lời. Đây là dạng bài có tranh gợi ý và dạng bài này thường có trong đề thi năng lực tiếng Nhật. 二人はこれからどこへ行きますか?お父さん、海に行きたいよ。あ、お父さん、海に行きたいよ。Bố ơi, con muốn đi biển ạ. 海?もう11時だよ。Biển ạ, bây giờ 11 giờ rồi đấy. Đúng không ạ? 海は遠いから今日はちょっと。海が遠いから今日ちょっと。biển xa lắm con ạ. Hôm nay thì có vẻ là không được đây. 図書館はどう? Hay là đi đọc sách nhé. Đi thư viện đúng không ạ? 図書館は昨日行ったよ。図書館は昨日行ったよ。Nghĩa là hôm trước đã đi 図書館 rồi mà bố. じゃあ、公園は? Thì vậy thì đi công viên nhé. うん、行く。うん、行く。Vâng, con sẽ đi. 2人はこれからどこへ行きますか? Và chúng ta sẽ phải trả lời 2人はこれからどこへ行きますか? Các bạn chú ý này, có từ これから. これから có nghĩa là ngay sau đây. Ngay sau đây sẽ đi đâu, chứ không phải là ngày mai, ngày kia hay hôm qua. Thì bạn sẽ phải xác định được rằng là ngay sau đây thì nhân vật đó sẽ đi quên, đúng không ạ? Và đó chính là đáp án số 4.
tiếp theo nhé. 2 番男の人と女の人が話しています。二人は明日どうしますか？二人は明日どうしますか？ ngày mai thì hai người đấy sẽ như thế nào sẽ làm gì đúng không ạ？ じゃあ明日よろしくお願いします。はい。10時に駅ですね。Trước hết là chúng ta có thông tin gì nhỉ？ 10 時に駅ですね。10 giờ hẹn gặp nhau ở ga nhé。Vậy tâm điểm của họ sẽ đến với nhau là nhà ga. Vậy loại bỏ được đáp án số 2 rồi. Bởi vì số 2 đây là hình như là công ty thì đúng hơn đúng không ạ? Tiếp theo nhé. Ê, そうです。私はうちから駅へ行きますが。私がうちから駅へ行きますが。Tôi sẽ đi từ nhà cho đến công ty. Vậy từ nhà cho đến công ty. Từ nhà... Xin lỗi.Tôi sẽ đi từ nhà cho đến nhà ga. Từ nhà đến nhà ga thì chính là đáp án 3 hoặc 1, loại bỏ được đáp án số 4. Và chúng ta sẽ nghe thông tin tiếp theo nhé. Sato-san là どうしますか? 私はうちから会社へ行きます。それから駅へ行きます。Bạn nhận thấy rằng chị Sato, chị đi kiểu gì ạ? Chị Sato là đi từ uchi, 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 đúng rồi. Uchi から会社, đúng không ạ? 会社 là công ty, vậy ở đây không có công ty.Sau đó thì bạn mới sau đó bạn ấy mới sorekara đi đến eki. Vậy đáp án đúng chỉ có thể là đáp án số 3. Và bạn có thể chọn ngay đáp án số 3, đúng không ạ? Thì đó chính là cách làm bài trong bài có tranh này. Khi bạn nhìn bài có tranh này thì trước hết bạn nhìn vào và bạn xác định rằng ở tranh đó nói về cái gì? Đi sampo này, ngồi ở nhà chơi này, hay là đi tushokan này, đi koen này, rồi hay là nhà ga.Nhà ga, công ty, nhà ở, vân vân. Khi bạn nhìn vào và bạn sẽ phải đoán. Thì đó chính là cách làm của bạn để phù hợp nhất với dạng bài này. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu về cách làm đề thi và giải đề thi số 5, giới hạn từ bài 20 đến bài 25 trong Minano Nihongo. Và chúng ta đã trải qua 5 đề thi với 25 bài Minano Nihongo tương ứng với trình độ N5. Sau 5 đề này thì các bạn có thể tự tin và làm một đề N5 hoàn chỉnh với thời gian dài hơn khoảng 180 phút đó. Và mình hy vọng rằng sau những lần làm những bài đề thi nhỏ khoảng 90 phút, 90 phút một ngày sẽ giúp ích cho các bạn củng cố lại kiến thức, xem lại là mình chắc và chưa chắc những cái gì để có thể cải thiện và có thể học tốt hơn trong những giai đoạn sau. Mình rất hy vọng sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ và lời góp ý của phía các bạn.Và các bạn hãy comment vào link bên dưới nhé. Hãy comment vào phần bên dưới của YouTube hoặc là comment trực tiếp trên kênh Học Tiếng Nhật Cosmos. Và mọi chi tiết thông tin cụ thể hơn về các khóa học của Học Tiếng Nhật Cosmos mình đã để ở link bên dưới. Các bạn có thể tham khảo ở link bên dưới. Mình rất vui nếu được gặp lại các bạn trong các khóa học tiếng Nhật của Cosmos. Còn hôm nay phần hướng dẫn làm đề thi số 5 của Học Tiếng Nhật Cosmos xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại. ご清聴どうもありがとうございました。